ngày hôm đó nhưng cũng nhiều gian nan. Bộ âm thanh nha, gửi cho anh khách hàng ở khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương, gồm âm ly Bühler vỏ gỗ như lôi loa, vỏ gỗ, màu gỗ, diatone, bát 27. Thí trình tha một lần đi, bàn anh vì nước, vì anh vì máu thấm da vàng người. Chức năng của lao lướt là nó sẽ tăng bát, tăng tép. Khi bạn lao lướt thì bật cái bát ở giữa, tép thì có thể cho nhiều hơn chút. Cái ton này thì là để trên, ton này để trên và hai cái này cắt tần thì gạt. Khống chế khoảng âm, mình gạt nó sẽ thay đổi và mình sẽ tự cảm nhận mình thích kiểu nào thì mình để kiểu đó. Cái này phải để ở trên thì mới có tác dụng của bát chép. Cầu loa ABC. Đây là volume và khống chế khoảng âm to nhỏ. Cái này để dưới nhá, để dưới. Còn đây đang chạy được AUX thì để đây. Này để giữa, mấy cái này để giữa hết. Còn như ngày phía trái. Khoảng thời gian nào đó tôi. Cả hai vế loa âm ly đều hoạt động ok. Về nhà thăm anh. Tác dụng của hai cần gạt này là một cần gạt giải bát, một cần gạt giải tép. Nếu gạt xuống đây nó sẽ khống chế, nó làm âm giảm đi hoặc là tăng lên. Đấy. Nó như kiểu là cái thước đo mình kéo ra ngoài hoặc là thu gọn nó lại, đấy kiểu thế. Chung cả âm ly cả loa đều đẹp, xuất sắc luôn. Loa to đồ to khi vận chuyển nó bóp méo chút là phải chấp nhận, không tránh khỏi, trừ khi là tự bề về hoặc là mua mới tinh, còn đẹp đến đâu thì vẫn bóp không tránh khỏi. Đây cắm nhạc thì cắm vào lỗ AUX và cầu lỗ A, hàng trên mỗi vế một chiếc.